máy bay thành phố Đà Lạt, đang ở chợ Đà Lạt, giờ đang ra về. Thiệt là buồn luôn. Đang ở đường 3 tháng 4. Mình 30 tháng 4, nó là 3 tháng 4. Hay Hội Tuần Mẫu. Năm. Ở đây là gì? Hội Tuần Mẫu. Hội Tuần Mẫu hả? Quan kiện của nó hết. Trời ơi, quán cà phê đây là đậu nhưỡng nè, uống nhiều à, nó phải gì nè, đè dạ cà phê rồi, đường nhiều sương mù, chuẩn bị đổ đèo friend nha. Xin nhanh đổ.
dốc này kia nguy hiểm, xe này kia ta chạy tao quất mình. Cái thằng nào có thằng ngang nó gì. Em đổ đèo ven này là lạc đông trở lại mà chưa có đông nhiều. Đi nó cũng đẹp, y hệt như đẹp ven vậy ha. Được cái nửa, hơn nửa nửa đường chút xíu. Thấy đường sau bắt đầu xấu lại rồi. Rồi xe bò lên nó mở cả thấy chưa? Chở nhiều quá là không nổi, cứ bò vậy hoài đó. Nguyên đàn rồi. Đó, xe cứ bị là nguyên đầu sau dính là làm riết là trước nó có một cái thì Nguyễn Trúc Lâm. Trời ơi. Bị thách ra Tăng La hay là cái đám này cũng đi về luôn. Đến đây là được nửa đèo rồi đó. Đèo Friend. Đèo Friend xong về đến đèo Bảo Lộc rồi đến đèo Chuối. Rồi bắt đầu đến Đồng Nai. Đèo Chuối rồi qua đèo Chuối rồi đến là hết địa phận Lâm Đồng á.
mấy con đèo, đèo nào đẹp ha, đi đường đèo là sướng. Bao nhiêu? Không biết.
gì vậy? Ôi trời. Mẹ thằng đó thật đủ rồi. Nên là con nhớ nha. Hai mươi chín ngàn bớt được ngàn hả? Thank you.
nói thật là mình ở vậy được dư một mớ tiền muốn làm gì làm vậy ha. Làm đến 8:30 à, 8:30 9:30 gì nghỉ à.